Vừa ăn lại đói rồi. Rồi thì tí nữa ra để bắt châu chấu này. Ra đây ăn nhá. Đi kiếm cho nó con châu chấu mọi người. Chào tất cả anh em nhá. Đây là hai thành viên mới của mình. Đợt vừa rồi mới hôm mưa đấy thì hai chú chim này lại bị thất lạc, nên là mình lại phải nuôi hai chú này. Tổ này có ba con anh em nhé, nhưng mà một con theo được bố mẹ, nhưng một con, hai con này thì mới biết bay chuyền cho nên là nó không theo kịp được, thì lại để lấy nuôi thôi anh em ạ. Hai con này là nó mình nuôi đầu tưởng là nó không há mồm cơ, thế nhưng mà hôm nay lại thấy há mồm ác rồi, bắt hơi già anh em ạ. Đấy, lại hai thêm hai thành viên mới. Đây là quả phèn đen này anh em này. Xong lại cho một con dế. Nuôi chim non, trà màu non nó có cái hay riêng anh em ạ. À, ở nhà buồn mưa gió thì chả có việc gì lại nghịch cái này đâu. Ôi, con này to quá. Mỗi ngày thì mình cho khoảng độ 2-4 con dế thôi. Ngoài ra thì có cám, một bữa cám. Cám thì chỉ cần cám gà con cộng với một chút lòng đỏ trứng gà là được. Còn hoa quả thì mọi người cứ cho ăn bình thường như như cái loại chim lớn anh em nhá. No ngay có gì đâu mà. Rồi con này hình như là cũng may mắn là một đôi này, thì trong này có một đực một mái. Con này con bé này, con trống hay sao anh em này. Con này con mái này. Chào màu non là một trong những loại chim mà nuôi là khá là đáng yêu. Đừng có bay đi đâu đấy nhá. Bay đi là tao chịu không gọi được đâu. Con này không ăn này. Đây cho mấy con sâu. Cho con sâu nữa này. Còn đây là chuối này anh em này. Chuối thì cho một chút chút thôi. Hoa quả thì mọi người lên thay đổi cho nó, cả sợ là nó thiếu chất, là nó hay mọi người hay bị là nó hay tình trạng là hay bệt ở cái dòng chim non này, cho nên là mọi người cứ cố gắng làm sao cho ăn hoa quả tốt rồi, mà quan trọng là bón được nhiều mùi tươi. Nếu mà không có châu chấu thì cứ cho ăn dế cũng được, ăn dế là đẹp rồi. Đây ăn có vẻ no rồi đấy. Trước là ba nó hơi già chim nha anh em nhá, thì nó hơi khó há mồm, nhưng hôm nay là mình nuôi thì nó lại há bình thường rồi, thả ra bình thường rồi. Đấy, con này rất là nhanh chim này. Đấy, ăn rất khỏe rồi. Mỗi ngày cứ cách tầm 2 tiếng thì anh em lại cho ăn một lần, mọi người mình cho ăn một lần, mà hoa quả thì cứ thay đổi cũng được. Đấy, lại xuống rồi đấy. Đấy, bay đi rồi đấy. Đi lên đây. Thôi, đấy đi lên kia rồi anh em kìa. Tí nữa này phải gọi nó lên này. Đây đi tìm châu chấu đây. Thỉnh thoảng ra đây kiếm con châu chấu là được. Đấy, châu chấu con. Châu chấu con ở đây thì cũng nhiều đấy. Đây. Nhỏ quá. Con kia nó bay đi rồi, cho nó nhịn. Nào, đi ăn đi à. Bật cái càng này nha. Nào. Đây. Chưa biết tự mổ à. Bẻ mẽ mà con rồi. Ây da. Cho con nữa. Đây. Bỏ càng đi đã. Không phải két két. Đây. Thank you.
hết rồi. Đấy, lại còn nữa. Thôi. Thế thôi. Ui, đằng này nhiều quá. Đằng này nhiều. À kia, con kia về rồi kìa. Đấy, một đàn trào màu rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Trào màu kìa. Đấy, đấy, đấy. Trào màu nó bay đấy. Đấy, kìa, nó bay về chỗ nhà mình. Đấy, lên cái xoan kìa. Đây nó kìa. Anh em nhìn thấy trào màu kìa. Đấy, đấy. Lên cây ruối. Đấy. Yếu đấy. Đây. Cho một con nữa. Này. No rồi à. Đấy. Thôi đi về. Con kia nó còn đi, nó chưa được con nào ạ. Để nhá. Thôi, xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo thôi. Đây còn có mỗi một con này. Con kia thì bay đi, vừa bay đi rồi anh em ạ. Chưa về, ở trên cây ấy. Đang tập bay truyền hết rồi. Khá là đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn. Thôi mình cắt để mình đi có việc làm này anh em nhá. Xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo. Nãy chả có việc gì thì chỉ có giới thiệu cho anh em biết là có hai chú chim non mới thôi. Xuống đi. Biết mổ chưa? Gọi con kia về nhá. Nhớ chưa? Chân có phải vẫn chưa đứng quen này anh em này. Này. À, con này chưa biết báu.